Xin chào tất cả mọi người. Thì Tết 2023 cũng sắp đến. Thì mình cũng sẽ thực hiện một cuộc hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung bằng hành trình xuyên Việt đón Tết. Đây là lúc mình đi qua từ quốc trên một đường quốc lộ 1 đi về hướng cầu Ngã Tư Ga, quận 12, đi qua quốc lộ 1K, đi đến Đồng Nai. Đây là lúc mà đến Avatar đã 6:30 sáng. Trời, mặt trời cũng đã ló lên, bắt đầu ló lên rồi. Hướng này mình sẽ đi Vũng Tàu, rẽ phải. Còn đi thẳng là mình sẽ đi ra Hà Nội. Trên đường đi thì mình sẽ quay lại những cái khoảnh khắc mà người dân ở trên đường chuẩn bị đón chào năm mới 2023 cho các bạn xem, và cũng như là khám phá những cái cung đường tuyệt đẹp ở trên đường mình đi, có những gì hay mình sẽ quay cho các bạn xem. Và đây là những người chuẩn bị đón xe về quê ăn Tết tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vì là lúc trên tờ mờ sáng, mình đi lúc 4:30 sáng cho nên là một cái đoạn đầu sẽ thấy hơi màn đêm, nhưng sẽ thấy là không thấy có gì ha. Đây là một cái nhà thờ ở Đồng Nai lúc hoàng hôn. Đây là lúc trời đã bắt đầu có ánh nắng mặt trời lên, rất là đẹp, kiểu như ta đang đi hướng về phía đông nơi mặt trời mọc, một cảnh tuyệt đẹp giữa trời hoàng hôn. Và các bạn xem video thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Và tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay, mình sẽ đi từ Đồng Nai đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và đây là cái tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Ở Đồng Nai thì cái đặc sản của Đồng Nai chính là bò sữa. Nếu các bạn nào đi du lịch ở Đồng Nai một lần thì nhất định phải tậu cho mình một lít bò sữa. Đó gọi là đặc sản ở Đồng Nai. Trên đường đi mình gặp một bạn đồng hành chạy biển số 78 đó, cái xe chở màu trắng này nè, chở cái thùng màu trắng. Và đây chính là một cái cây cầu vượt mà bắc qua cái quốc lộ với hướng đi Lâm Đồng. Trên đường mình về thì cũng có khá là ít người đi bằng xe máy, chắc là do mình đi về sớm hơn so với mọi người đó, cho nên là cũng có rất là ít người đi, ít là người đoàn xe máy đi về quê ăn Tết. Lúc mình đi chính là ngày 22 tháng 12 âm lịch, tức là 13 tháng 1 năm 2023. Có lẽ là hơi sớm cho nên sẽ có rất ít xe gắn máy, đoàn xe kéo dài để mà về quê đón Tết. Như mọi năm thì mình sẽ bắt gặp rất là nhiều đoàn xe gắn máy, họ
chị xuyên Việt từ thành phố Hồ Chí Minh trở về các tỉnh miền Trung, về Tây Nguyên để mà đón Tết. Tuy nhiên là năm nay do cái tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa mới đi qua, cộng với cái khoảng thời gian mà tình hình kinh tế rất là khó khăn, cho nên hầu như là mọi người thất nghiệp và về quê từ sớm. Nay bạn đồng hành chạy quá là nhanh. Chính vì vậy mà mình đi về trên đường cũng không có mấy người đi xe máy, chỉ có một vài trường hợp. Mà phải công nhận là trên cái quốc lộ 1 này mình đi xe cộ nó rất là thông thoáng. Và ngoài cái việc thông thoáng ra thì cảnh ở trên đường quốc lộ cũng khá là đẹp. Các bạn mà xem video, nếu yêu thích các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ở Đồng Nai là cái tỉnh cũng khá là rộng, nên mình đi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới đi hết tỉnh Đồng Nai.